1 đoán tên bài hát. Lần lượt hai đội sẽ cược số giây để nghe đoạn hát, tối đa là 30 giây và tối thiểu là 1 giây. Đội nào cược số giây thấp hơn thì sẽ giành được quyền nghe đoạn nhạc trong đúng thời lượng đã cược, sau đó thì phải đoán tên của bài hát. Trả lời đúng được cộng 10 điểm, trả lời sai quyền trả lời sẽ dành cho đội còn lại. Đội thắng cuộc trong vòng 1 thì sẽ nhận được phần quà, đó chính là một Jenny Box đến từ Sun Hari. 10 giây. 10 giây. Thôi mình đếm ngược. 5 giây đủ rồi ha. Đủ. Trả lời đi nào. Một. Một rồi. Một dễ quá, không biết thực sự. Đã bảo bài đầu tiên luôn dễ, chúng tôi chơi bằng chữ thuật. Biết đâu. Em chịu nha, em tê bài này. Bài này rất nổi. Nhưng mà tại sao ba đúng được?
giây. Ba. Hai giây. Hai giây. Chúng tôi là team Dodo. Hai giây. Hai giây. Kill. Dương. Hải Sơn và Trung Edit với phần quà là một Jenny Box đến từ Sun Hari với chai rượu Sun Hari có bao bì white on white mới toanh. Bật mí cho các bạn cách để nhận biết Sun Hari so với các hãng soju khác nhé. Đó chính là nắp chai thì sẽ có màu trắng với chữ Sun bằng tiếng Hàn được viết ở trên nắp. Và không chỉ có team của Mai Hoa ngày hôm nay nhận được Jenny Box đâu. Các bạn thắng mini game trên fanpage của Sun Hari thì cũng đã nhận được hộp quà này tương tự rồi. Và các bạn đừng quên là selfie cùng với hộp quà đặc biệt này để ban tổ chức có thể chọn ra 3 bạn có bức ảnh đẹp nhất và gửi tặng thêm quà đến tay của các bạn nhé. Vòng 2, lần lượt từng đội sẽ được nghe một đoạn nhạc có phần lời hát chưa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của đội đó là dùng chiếc micro trong Jenny Box hát lại đoạn nhạc và hoàn thiện tiếp hai câu còn thiếu. Hát đúng phần lời còn thiếu sẽ được cộng 10 điểm. Chú ý là mỗi đội sẽ được sai tối đa một từ. Hát sai trên một từ thì quyền trả lời sẽ dành cho đội còn lại. Chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để rồi mình em lại chơi với lạc giữa giấc mơ. Và để rồi mình em lại chơi với lạc giữa đất trời. Nơi nào xa rồi mà đến tối ai dẫn lối em để đợi sai anh. Sai chuẩn luôn. Đến lượt chúng tôi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm mát đi xa, và để rồi tình em lại vỡ vỡ lạc giữa. Sao? Mình hát phải không hay? Nhưng mà bây giờ mình chốt lại lời. Và để rồi mình anh lại vỡ vỡ là vỡ giấc mơ rồi lại chơi. Với thế đâu rồi? Thành công. Tuy nhiên là sai. 224. Ông, anh với em được không thế? Đúng rồi. Một anh hát mà. Một trai trả lại hát một trai. Ủa, sai một từ là thế nào? Người ta cũng sai một từ. Bà sai hai từ liền. Sai rồi. Sai là sai, đúng là đúng, là gì có chuyện sai một từ. Lần là đầu tiên sai một từ. Em bảo thế à?
Có chúng ta nhường. Nhường. Tôi nhường. Xin mời. Nào chị Lan nhá. Người chợt thấm hồn đắp trên má hồng. Em nào đâu muốn lấy chồng. Em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha. Mỗi năm Tết đến em vẫn về nhà nấu bánh mì tạ ông bà nấu bánh. Mỗi năm Tết đến em vẫn về thăm nhà đi. Chắc chắn với câu trả lời đầu tiên. Đâu rồi? Mỗi năm Tết đến em vẫn về thăm nhà nấu bánh mì tạ ông bà. Gia đình quê quần bên gia ta nữa. Không phải là người em yêu nhất, có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi, rồi tôi sẽ hoàn đi như những gì chẳng đến chẳng bất kể người đi. Blackpink, đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn trong ngày hôm nay rồi. Quà lớn nhất cuối cùng đã thuộc về chúng tôi. Yeah.